Xin chào các bạn, tôi là Cao Trung Hiếu, là sáng lập và điều hành Dân Trí Shop. Phần mềm Dân Trí Shop là phần mềm đóng gói được sử dụng chung cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính vì vậy, khi xây dựng phần mềm, chúng tôi có tạo ra nhiều các cái trường, các cái cột khác nhau để có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực. Khi sử dụng phần mềm bản quyền thì nhân sự của Dân Trí Shop sẽ ẩn đi các cái cột, các cái trường này nếu không sử dụng. Còn đối với phần mềm miễn phí thì các bạn cũng dễ dàng điều chỉnh cái việc này thông qua video hướng dẫn này. Tôi sẽ làm minh họa để các bạn xem cái cách thức thực hiện. Tôi đăng nhập vào phần mềm Dân Trí Shop. Ví dụ ở đây tôi xem cái báo cáo nhập xuất tồn theo nhóm hàng. Tôi chọn cái thời gian để tôi xem, nhấn tìm kiếm. Các bạn lưu ý để chọn tìm kiếm lại thì mình có thể mình click vào cái nút này. Để chọn lại cái thời gian vân vân. Thì khi nhìn vào cái giao diện này, các bạn có thấy rằng là cái form của nó thì nó hơi dài. Và bên cạnh đó thì chúng ta không sử dụng cái trường là trường màu sắc và trường size. Chúng ta muốn ẩn cái cột này đi. Vì nhìn nó cũng khá là rối mắt. Hoặc là chúng ta có thể kéo dài chỉnh cái độ rộng của cái form nhìn. Mục tiêu là để cho chúng ta nhìn một cách thoải mái. Để điều chỉnh việc này và cho phần mềm lưu trữ, và khi lần sau đăng nhập lại thì chúng ta sẽ xem thấy cái form, cái mẫu mới thì chúng ta thực hiện như sau. Ví dụ cái cột tên hàng này tôi muốn kéo rộng ra hoặc là thu nhỏ lại thì tôi kéo đây. Cái cột màu sắc và size tôi không sử dụng thì tôi thu nhỏ lại. Cái cột đơn vị tính tôi muốn thu nhỏ lại. Thì đến đây là các bạn đã thấy rằng là gì? Nó đã trên một cái form rồi. Các bạn muốn chỉnh sửa các cái chiều rộng của cái form này thì chúng ta cũng kéo ra như thế này. Tôi kéo làm sao mà để tôi dễ dàng nhìn nhất. Đó, một cái form rất là ok. Sau khi chúng ta đã chỉnh cái form ok đối với con mắt của mình rồi thì chúng ta sẽ lưu lại cái form này bằng cách như thế nào? Các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl Alt Tab G. Lưu ý nhấn tổ hợp phím Ctrl Alt Tab G thì khi nhấn xong nó sẽ thông báo rằng là đã lưu. Ở đây các bạn nhấn ok thì cái điều này để nói là gì, sau này các bạn vào cái giao diện của cái báo cáo này thì cái mẫu nhìn á là nó chính là cái mẫu này. Tôi tắt đi, tôi xem lại này, nó bị mất đi cái cột mà màu sắc và size rồi đúng không? Cái tên hàng này, cái cột tên hàng thì nó rộng vừa phải. Tương tự như vậy chúng ta cũng có thể chỉnh cho tất cả các cái form khác. Ví dụ như form bán hàng, giả sử như trong màn hình bán sỉ các bạn muốn tăng chiều dài, chiều rộng gì đó, đến đây đó, sau đó chúng ta nhấn Ctrl Alt Tab G mà phải có thông báo là đã lưu thì phần mềm nó mới lưu lại cái mẫu này để lần sau chúng ta đăng nhập vào chúng ta sử dụng ấy, thì nó dùng cái mẫu này. Đến đây tôi đã hướng dẫn xong cái cách là nới rộng, chiều dài, ẩn các cái cột. Lưu ý việc này khi mà sử dụng phần mềm bán quyền á thì nhân sự Dân Trí Shop sẽ tùy chỉnh cho theo đúng ý của khách hàng. Còn đối với cái phần mềm free thì các bạn phải chịu khó mày mò và làm theo cái hướng dẫn này. Nếu có bất cứ thắc mắc gì hãy bình luận ở dưới cái video để nhân sự Dân Trí Shop hỗ trợ các bạn. Chào thân ái.